chuyện bình trà và ly trà. Người thầy hỏi học trò mình rằng, theo con, giữa bình trà và ly trà thì cái nào nhận được nước trà? Người học trò trả lời là, dạ thưa thầy, ly trà được nhận à? Người thầy lại hỏi, vậy ly trà muốn nhận được nước trà thì nó cần phải nằm cao hơn hay thấp hơn bình trà? Người học trò lại nói, dạ thưa thầy, là ly trà phải nằm thấp hơn bình trà à? Bài học rút ra ở đây là, đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết hạ thấp mình. Và sống ở trên đời cũng vậy, chúng ta muốn nhận được điều gì, chúng ta muốn người khác trao cho mình giá trị, chỉ dạy, hướng dẫn cho mình, thì chúng ta phải đặt mình ở vị trí thấp hơn. Đó chính là bài học về sự khiêm tốn. Nếu bạn luôn luôn tự cao, tự đại, cho rằng mình là nhất, luôn nói rằng tôi biết rồi, thì bạn sẽ không nhận được thêm điều gì nữa. Vì chính bạn đang đưa mình lên vị trí cao quá, cho mình là ly nước tràn đầy, thì không ai có thể rót thêm được nước vào nữa. Xin mời các bạn cùng một trà nhé.